Vừa qua, chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm từ các nước châu Á do phát hiện virus đốm trắng có trong tôm bán tại các cửa hàng tại bang Queensland. Mặc dù tôm của chúng ta không mắc bệnh này, nhưng hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng bị ảnh hưởng của lệnh cấm. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đang kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia. Lệnh cấm nhập khẩu tôm xanh được đưa ra sau khi bùng phát dịch đốm trắng tại các trang trại nuôi tôm phía đông nam bang Queensland vào tháng 12 năm 2016. Những người nông dân đã đổ lỗi cho các sản phẩm nhập khẩu chính là nguồn gốc của sự lây lan bệnh dịch này. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa xác định được điều đó có đúng hay không. Lệnh cấm có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 1 năm 2017. Là một trong những hộ trồng nóng lâu năm và lớn nhất của xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, nhưng từ 6 năm nay, ông Lê Toàn luôn phải tự xoay sở tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Theo ông, nếu đầu ra sản phẩm ổn định thì nghề trồng nấm sẽ là nghề phù hợp với bà con nông dân.